Con mời tất cả các cô, các bác, các chú ăn sáng cùng với cả gia đình bơ sữa, kem vừng, caramel nhá. Đấy, mỗi đứa một đĩa, chỉ ăn trong một nốt nhạc là hết rồi. Bây giờ đấy, cái tác phong đủng đà đủng đỉnh của anh cu vừng đen là ra đây là không còn cái gì rồi. Đó, ra còn cái đĩa không. Vậy thôi ăn hạt vậy nhá. Đấy, giờ cháu có cái bát nước kia, bơ vàng ra uống nước ạ. Bát nước sạch mẹ cháu vừa thay cho chúng cháu rồi ạ. Đây, đây là cái nhà vệ sinh của chúng cháu đây ạ. Đấy. Ồ, vừng đen nó đã phát hiện ra cái lối để sang bên kia. Đấy, cháu đã biết lối để cháu sang bên kia rồi, cháu nhất định không ở đây. Cái kia là cây hoa của nhà cháu, cây hoa gì mẹ cháu chưa biết tên luôn.